Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An. Kính chào ban giải đáp thiền tông của chùa Thiền Tông Tương Diệu. Tôi tên là Phan Nữ Ngọc Xuân. Hiện tại tôi đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước hết cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe đến ban giải đáp thiền tông của chùa Thiền Tông Tương Diệu có thật nhiều sức khỏe ạ. Tôi thấy trong chùa Thiền Tông Tương Diệu có hai bảng đá ghi là: bảng đá thứ nhất ghi chùa Thiền Tông Tương Diệu không dạy tu mà chỉ học bốn chữ giác ngộ giải thoát, là tinh hoa đạo Phật cả thế giới không nơi nào có. Bảng đá thứ hai ghi chùa Thiền Tông Tân Diệu cho hỏi tự do về đạo Phật, không từ chối câu hỏi nào dù hữu hình hay vô hình. Vì vậy, hôm nay tôi có 17 câu hỏi thắc mắc về pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam, là tinh hoa của cả nhân loại. Kính mong ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời giải đáp giúp tôi, để tôi và nhiều người được hiểu rõ thông hơn. Tôi xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Tôi xin được hỏi câu thứ nhất như sau. Xin ban giải đáp giải thích giúp tôi các ý như sau. Ý thứ nhất, ai tạo ra mặt trời? Ý thứ hai, cơ chế hoạt động của mặt trời? Ý thứ ba, mặt trời có tồn tại được vĩnh viễn hay không ạ? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 1 của chị Phan Nữ Ngọc Xuân ở thành phố Hồ Chí Minh. Câu hỏi của chị thì có 3 ý, tôi xin trả lời từng ý một. Ý một á, là ai tạo ra mặt trời? Thì cơ bản phải hiểu càn khôn vũ trụ có 122 hạt chân như và các hành tinh ngũ hành. Trong càn khôn vũ trụ này có tất cả 12 loại điện từ âm dương và một loại điện từ quang. Tổng cộng là 13 loại điện từ âm dương và điện từ quang. Mỗi nhánh của 13 loại điện từ âm dương và điện từ quang này không thể tính hết được. Cơ bản, điện từ âm dương loại mạnh nhất tự động cuốn hút với nhau tạo thành một bầu tròn âm dương khổng lồ với đường kính là 10 tỷ km, tạo thành một trung tâm và bốn bầu hoàng đạo. Tất cả các hành tinh lửa được hút vào trung tâm, tạo thành một khối lửa lớn mà loài người gọi là mặt trời. Còn ý thứ hai về cơ chế hoạt động của mặt trời. Cơ chế hoạt động của mặt trời là sưởi ấm cho loài người và các loài động vật thân cấu tạo bằng tứ đại. Còn ý thứ ba, mặt trời có tồn tại vĩnh viễn. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, tôi xin được cảm ơn ba giải đáp rất là nhiều ạ. Tôi xin được hỏi câu thứ hai của tôi như sau. Trái đất này được hình thành và tạo ra như thế nào? Chị phải hiểu như thế này. Trái đất này được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới chỉ huy cho ban sản xuất ra hành tinh địa cầu, sản xuất theo công thức khoa học vật lý. Thời gian sản xuất là 10.000 năm mới hình thành được một trái đất. Và hành tinh địa cầu được đưa vào sử dụng là 10.000 năm, thì bị loài người phá hư. Vì vậy, ban bệ trời Tứ Thiên Vương phải cho tu sửa lại một lần. Mà tu sửa 1.000.000 lần như vậy thì trái đất hư hết, được cho làm phế liệu, làm vật tư để sản xuất ra các hành tinh tiếp theo. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều ạ. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ ba của tôi như sau. Câu hỏi thứ ba thì có 4 bí. Ý thứ nhất, địa ngục nằm ở đâu trong trái đất này? Ý thứ hai, địa ngục được phân chia thành bao nhiêu tuần? Ý thứ ba, thời gian trải nghiệm ở địa ngục được tính như thế nào? Ý thứ tư, cuộc sống của các trung ấm thân khi bị thọ hình dưới địa ngục là như thế nào? Tôi là Thiền Gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 3 của chị Ngọc Sơn. Câu hỏi số 3 của chị thì có tới 4 ý. Ý thứ nhất, địa ngục là nằm trong tất cả các núi lớn, còn địa ngục chánh nằm ở núi Hy Mã Lạp Sơn. Ý thứ hai,
Địa ngục thì có phân ra 18 tầng. Ý thứ ba đó, thời gian trả nghiệp ở địa ngục tối đa là 18.000 năm. Mỗi một tầng như vậy á, là 1.000 năm. Còn ý thứ tư, cuộc sống của các trung ấm thân khi bị thọ hình giới ở địa ngục là luôn sống trong bóng tối nên sẽ rất khó chịu. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ vâng ạ, tôi xin được cảm ơn ạ. Tôi xin được hỏi câu thứ tư như sau. Câu thứ tư của tôi có hai ý. Ý thứ nhất, thủy tổ của loài người là ai? Ý thứ hai, gốc của con người từ đâu? Xin ban giải đáp trả lời giúp tôi ạ. Câu này thì có hai ý. Ý thứ nhất á, thủy tổ của loài người là từ những hạt chân như hạt nhân. Còn ý thứ hai á, gốc của con người cũng là từ những hạt chân như hạt nhân. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, tôi xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều ạ. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ năm của tôi như sau. Tôi thường nghe câu Thượng Đế tạo ra được tất cả. Vậy cho tôi hỏi, ý thứ nhất, Thượng Đế là ai? Thượng Đế có thực không? Thượng Đế có tuổi thọ không? Ý thứ hai, Thượng Đế làm việc gì? Ý thứ ba, Thượng Đế có ban phước hay giáng họa cho ai không? Và ý thứ tư, khi còn mang thân người, có thể tu hành để trở thành Thượng Đế hoặc là lên nước của Thượng Đế để sinh sống được hay không? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 5 của chị Ngọc Xuân. Câu hỏi số 5 này của chị thì có tới 4 ý. Tôi xin trả lời từng ý một. Ý thứ nhất, Thượng Đế là vị Chúa Trời quản lý hành tinh có danh là Thượng Đế. Vị Thượng Đế này là có thật. Vị Thượng Đế này không có tuổi thọ nên sống vĩnh viễn. Còn ý thứ hai, Thượng Đế làm việc chi thì xin hỏi những vị tu theo đạo của Thượng Đế. Còn ý thứ ba, Thượng Đế có ban phước hay giáng họa cho ai không thì chị nên hỏi những vị tu theo đạo của Thượng Đế. Còn ý thứ tư, thân người là tứ đại, không tu thành Thượng Đế được. Vị nào tu được phước đức dương vô lượng thì được làm con của Thượng Đế. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, tôi xin được cảm ơn ba giải đáp ạ. Tôi xin được hỏi câu thứ 6 của tôi như sau. Xin giải thích giúp tôi để tôi có thể phân biệt được rõ ràng các khái niệm sau đây. 1. Điện là gì? 2. Điện từ vật lý là gì? 3. Điện từ âm là gì? 4. Điện từ dương là gì? 5. Điện từ âm dương biến thể là gì? 6. Điện từ quang là gì? Câu hỏi số 6 của chị thì cũng có 6 ý. Tôi xin trả lời từng ý một. Ý thứ nhất, điện là nguồn năng lượng. Còn ý thứ hai, điện từ vật lý là loại điện từ do con người sản xuất ra. Thứ nhất là để sử dụng thắp sáng. Cái thứ hai là để sử dụng nấu nướng. Cái thứ ba là để làm cho các động cơ được chạy, vân vân. Còn ý thứ ba, điện từ âm là loại điện từ có lực hút vào. Ý thứ tư, điện từ dương là loại điện từ có lực đẩy ra. Ý thứ năm, điện từ âm dương biến thể là loại điện từ chuyển màu. Còn ý thứ sáu, điện từ quang là điện từ chỉ có một cực, màu vàng sáng ánh. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, tôi xin được cảm ơn ạ. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ 7 của tôi như sau. Giới tính nam hoặc nữ của kim thân Phật siêu nhỏ được phân định từ ở trong Phật giới. Trong Phật giới, ngoài là rồng điện từ quang thì còn có điện từ âm dương nữa ạ. Tôi chưa được rõ thông phần này, kính xin ban giải đáp giải thích giúp tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Câu này phải hiểu như thế này. Giới tính nam hoặc nữ của kim thân Phật siêu nhỏ được phân định từ trong Phật giới do ban Phật ở Trung Thiên Phật giới thực hiện. Trong Phật giới, rồng là điện từ quang có ba loại chân như, gồm có như là: cái thứ nhất là hạt dung nạp có danh khoa học là plasma, cái thứ hai hạt chân như điện từ dương và hạt chân như điện từ âm. Xin mời chị hỏi tiếp ạ. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ 8 của tôi như sau.
Trong giải đáp Thiền Tông phần 1 mừng xuân năm 2024, ban giải đáp có trả lời câu hỏi về người. Là từ hạt chân như là hạt nhân bằng tứ đại siêu nhỏ, cơ bản có 4 màu. Ăn hạt nghiệp phước đức âm, thành thân người lớn cơ bản có 4 màu. Không ăn, trở lại hạt chân như hạt nhân siêu nhỏ có 4 màu. Tôi xin được phép hỏi một số ý chưa được rõ thông như sau. Thứ nhất, để trở thành thân người thì phải ăn hạt nghiệp phước đức âm. Vậy khi một đứa trẻ vừa được nhập thai mẹ, thì ban đầu ai sẽ lấy những hạt nghiệp phước đức âm này để cho hạt nhân ăn, để tạo thành thân người? Ý thứ hai như sau. Khi cơ thể một người bị mất đi, thân tứ đại tan rã, thì hạt nhân này nó có trở thành nguyên bản là hạt nhân không? Xin vui lòng giải thích giúp tôi để tôi được hiểu rõ thông hơn ạ. Xin chân thành cảm ơn. Muốn trở thành thân con người, không phải ăn hạt nghiệp phước đức âm, mà phải qua công thức khoa học vật lý thì mới trở thành thân con người được. Còn hạt nhân là cái vỏ để tạo ra con người thôi. Còn cái nữa, khi thân con người mất đi, thì thân tứ đại con người trở về với tứ đại. Còn tánh con người làm phương tiện trở. Cái thứ nhất là kim thân Phật siêu nhỏ trở về Phật giới, thì hạt chân như hạt nhân trả về cho không gian, tự nó bay trở về núi chân như hạt nhân. Tiếp theo, nếu kim thân Phật siêu nhỏ lên trời vui chơi, thì hạt chân như hạt nhân trả về cho không gian, tự nó bay trở về núi chân như hạt nhân. Nếu kim thân Phật siêu nhỏ đi làm hoa báo hay xuống địa ngục, thì hạt chân như hạt nhân trả về cho không gian, tự nó bay trở về núi chân như hạt nhân. Còn nếu kim thân Phật siêu nhỏ ở trong họ tộc, thì hạt chân như hạt nhân trả về cho không gian, tự nó bay trở về núi chân như hạt nhân. Vị thần quản lý kim thân Phật siêu nhỏ này sẽ lấy hạt chân như hạt nhân khác, đúng với các nghiệp mà kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tạo ra. Có nghĩa là mỗi lần kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người đều khác nhau, tùy theo nghiệp mà kim thân Phật siêu nhỏ mượn thân và tánh người tạo ra. Câu hỏi của chị rất hay, xin mời chị hỏi tiếp. Tôi xin được cảm ơn ạ. Tôi xin được hỏi câu hỏi thứ 9 của tôi như sau. Câu hỏi thứ 9 của tôi có hai ý. Ý thứ nhất, mỗi một thân con người đều có một vị thần quản lý theo sát bên để quản lý nghiệp nhân quả. Nếu người này họ đã tạo được công đức và muốn trở về Phật giới, khi người này vừa mất thì trung ấm thân vừa xuất ra. Có trường hợp nào thì loài cô hồn sẽ giả dạng vị thần quản lý để dụ trung ấm thân đi sai đường để không thể trở về Phật giới được không ạ? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 9 của chị Phan Nữ Ngọc Xuân. Ý thứ nhất, không có trường hợp này, vì trung ấm thân của người được vị thần quản lý nên không có cô hồn nào lại gần được, kể cả người thân, nên trung ấm thân của Phật gia này không ai gạt được. Ý hai, làm sao khi vừa mất ra, trung ấm thân của mình có thể nhận biết, phân biệt được rõ ràng, chính xác, hình dáng, đặc điểm nhận diện đâu là 1. Vị thần quản lý thân của mình, 2. Trung ấm thân của loài thần, 3. Trung ấm thân của loài thánh, 4. Trung ấm thân của loài tiên, 5. Trung ấm thân của họ tộc và người thân. Họ tộc và người thân là những người đã mất hay là những người thân từ vô lượng kiếp của mình hay là những người thân còn đang sống mà được giá hình ảnh. 6. Trung ấm thân của các loài cô hồn địa phương. Khi người mất, tánh mình là điện từ âm dương, thành là trung ấm thân, nên thấy và biết của mình thật rõ ràng. Nếu mình có học pháp môn Thiền Tông cho thuộc, thì biết rõ các vị. Thứ nhất là vị thần quản lý thân của mình. Thứ hai là trung ấm thân của các loài thần. Thứ ba là trung ấm thân của các loài thánh. Thứ tư là chung ấm thân của các loài tiên. Thứ năm là chung ấm thân của họ tộc và người thân, v.v. Thứ sáu là chung ấm thân của các vị cô hồn địa phương.
Nói tóm lại, Phật gia nào có công đức thì được vị thần quản lý xem trọng, nên không có loài nào đến phá mình được. Trừ khi đoạn đường mình trở về Phật giới, 5 km đầu tiên từ núi Hy Mã Lạp Sơn ra tầng bình lưu trái đất, thì các vị cô hồn mới giả dạng Phật để lừa mình thôi. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, tôi xin được cảm ơn ban giải đáp ạ. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ 10 của tôi như sau. Xin ban giải đáp cho tôi hỏi. Ý thứ nhất, thời gian trái đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi là ngày tháng nào trong năm? Ý thứ hai, khi trái đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi thì có hiện tượng hay có thể nhận biết được không ạ? Tôi là thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 10 của chị Phan Nữ Ngọc Xuân. Ý thứ nhất, thời gian trái đất quay đến trung tâm vận hành luân hồi là vào ngày mùng 5 tháng 5 hàng năm. Còn ý thứ hai, khi trái đất quay gần đến trung tâm vận hành luân hồi thì các vị Phật đang ở tầng bình lưu trái đất báo cho các Phật gia được trở về Phật giới biết. Các Phật gia biết được rất vui. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, tôi xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều. Câu hỏi thứ 11 của tôi như sau. Xin cho tôi hỏi cách phân biệt. Ý thứ nhất, hoa tiêu thực như thế nào? Hoa tiêu giả ra làm sao? Làm sao có thể phân biệt được hoa tiêu thực và hoa tiêu giả? Ý thứ hai, ban nghi lễ thần thánh tiên ở núi Hy Mã Lạp Sơn có hướng dẫn giúp cho chung ấm thân trên đường trở về Phật giới nhận biết được vị trí, hướng của hoa tiêu thực do vị Phật làm ra ở tầng bình lưu, để khi trung ấm thân vừa đi khỏi núi Hy Mã Lạp Sơn trên đường trở về Phật giới sẽ không bị lạc đường hay không? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 11 của chị Phan Nữ Ngọc Xuân. Ý thứ nhất, hoa tiêu thật thì có màu vàng sáng ánh, không có gợn đen trong đó. Còn hoa tiêu giả thì màu vàng không sáng, có gợn đen trong đó. Còn ý thứ hai, về ban nghi lễ thần thánh tiên ở núi Hy Mã Lạp Sơn, khi hành lễ có hướng dẫn thật rõ về đường trở về Phật giới. Đừng lo về việc này, chỉ nghe lời và thực hành đúng lời dạy của vị thần hướng dẫn mình là được, không bị lạc đâu. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, tôi xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều ạ. Câu hỏi thứ 12 của tôi như sau. Khi trung ấm thân trên đường trở về Phật giới, nếu không thể vượt qua được thử thách 5 km của các vị cô hồn, thì trung ấm thân sẽ phải về đâu? Xin giải đáp câu hỏi số 12 của chị Ngọc Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Thì trung ấm thân này sẽ theo các vị cô hồn làm cô hồn thừa hành. Xin mời chị hỏi tiếp. Câu hỏi thứ 13 của tôi như sau. Khi trung ấm thân trên đường trở về Phật giới, nếu không thể vượt qua được thử thách 10 km của các vị thần thánh tiên, thì trung ấm thân sẽ phải về đâu? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 13 của chị Ngọc Xuân, thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường trở về Phật giới qua 5 km, nếu có bị các vị thần thánh tiên thử thách cũng không sao, vì các vị thần thánh tiên thử cho vui vậy thôi. Nếu chung ấm thân có đi theo các vị thì các vị cười rồi nhắc nhở mình hướng đi cho đúng. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ, tôi xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ 14 của tôi như sau. Một kim thân Phật có công đức vô lượng sẽ tặng cho các kim thân Phật có công đức ít vài hạt công đức, để khi trở về Phật giới có kim thân Phật lớn đủ sức di chuyển ít nhất là cũng trong tiểu thiên Phật giới và được trao tặng ở tầng bình lưu. Tôi xin được hỏi các ý như sau. Ý thứ nhất, vậy xin hỏi quy trình trao tặng ở tầng bình lưu này sẽ diễn ra như thế nào ? Ý thứ hai, và khi trở về Phật giới thì các kim thân Phật có công đức ít này có phải trả lại những hạt công đức mà các vị kim thân Phật có công đức vô lượng từng trao tặng ở tầng bình lưu không ? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi số 14 của chị Phan Nữ Ngọc Xuân. Câu này thì có hai ý, tôi trả lời ý đầu tiên. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy, trong đoàn các Phật gia trở về Phật giới, có một số Phật gia có hạt công đức quá ít. Khi trở về Phật giới, chỉ thành kim thân Phật 5 hay 7 tuổi thôi.
Vì vậy các Phật gia có công đức vô lượng cũng nên tặng cho các Phật gia có hạt công đức ít này một vài hạt công đức. Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, nên tất cả các Phật gia có công đức vô lượng đều tặng bớt hạt công đức của mình đưa cho ban Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để ban Phật này tặng lại cho các Phật gia có hạt công đức ít. Còn ý thứ hai, khi trở về Phật giới, các kim thân Phật có công đức ít, ăn để thành kim thân Phật lớn nên không có trả lại. Xin mời chị hỏi tiếp. Dạ vâng ạ, tôi xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều ạ. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ 15 của tôi như sau. Xin giúp tôi để tôi có thể phân biệt được các loại như sau. Thứ nhất là công đức vô lượng loại ít được làm việc ở tiểu thiên Phật giới. Ý thứ hai là công đức vô lượng loại vừa làm việc ở trung thiên Phật giới. Và ý thứ ba là công đức vô lượng cao nhất làm việc ở đại thiên Phật giới. Khi còn mang thân người thì phải làm như thế nào để ra được kết quả là tiêu chuẩn của ba loại hạt công đức khác nhau như vậy ạ? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 15 của chị Phan Nữ Ngọc Xuân. Tôi xin trả lời câu hỏi số 15 này. Người hành theo pháp môn Thiền Tông muốn có được hạt công đức vô lượng thì có hai trường hợp để làm như sau. Một á, mình tìm đặt những câu hỏi nào phát trên mạng, được người nghe thích, họ hành theo là mình có hạt công đức vô lượng. Hai á, mình làm cho nhiều người biết pháp môn giải thoát, họ hành theo thì mình có hạt công đức vô lượng. Xin mời chị hỏi tiếp. Tôi xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều ạ. Câu hỏi thứ 16 của tôi như sau. Công đức thì có hai loại hạt. Loại hạt công đức có màu vàng đậm và loại hạt công đức có màu vàng sáng ánh. Bản chất nguyên bản hạt công đức nó đã được phân định thành hai loại hạt là màu vàng đậm và màu vàng sáng, hay là do ai quyết định ạ? Và ý thứ hai nữa là khi mang thân người tạo hạt công đức thì phải tạo như thế nào để được kết quả là hạt công đức màu vàng đậm và công đức màu vàng sáng này ạ? Phần hai loại công đức này là do vị thần quản lý trao cho để khi trở về Phật giới ăn, chứ Phật gia không quyết định được. Xin mời chị hỏi tiếp. Tôi xin được cảm ơn ban giải đáp rất là nhiều ạ. Tôi xin được chuyển qua câu hỏi thứ 17 và cũng là câu hỏi cuối cùng của tôi. Kim thân Phật trở về Phật giới không về một mình được, mà phải do một vị kim thân Phật lớn dẫn về với đầy đủ trang bị thì mới trở về Phật giới an toàn được. Chớ đi với tốc độ di chuyển là 1.200.000 cây số trong một giây thì không có kim thân Phật nào cầm nắm khối công đức trong tay bay trong ống trung tâm vận hành luân hồi trở về Phật giới được. Xin thưa, vị kim thân Phật lớn sẽ được trang bị những gì để khi dẫn kim thân Phật siêu nhỏ vào ống trung tâm vận hành luân hồi được an toàn trở về Phật giới ạ? Tôi là Thiền gia Anh Tuấn, thành viên ban giải đáp của Chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin giải đáp câu hỏi số 17 của chị Phan Nữ Ngọc Xuân. Phần này là do các vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hiện. Trước khi vào trung tâm vận hành luân hồi để trở về Phật giới, thì vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm các việc như sau. Việc đầu tiên là bóc lấy kim thân Phật siêu nhỏ của Phật gia ra ngoài trung ấm thân, cho vào bọc dung nạp nhỏ, thứ nhất. Việc thứ hai, lấy hạt công đức của Phật gia tìm được ra ngoài trung ấm thân, cho vào bọc dung nạp nhỏ thứ hai. Việc thứ ba, lấy hạt nghiệp phước đức dương của Phật gia tìm được ra ngoài trung ấm thân, cho vào bọc dung nạp nhỏ thứ ba. Cái việc thứ tư, lấy hạt nghiệp phước đức âm của Phật gia tìm được ra ngoài trung ấm thân, cho vào bọc dung nạp nhỏ thứ tư. Lúc này, trong trung ấm thân của Phật gia không còn sự sống của kim thân Phật siêu nhỏ, mà chỉ còn là thân điện từ âm dương, trong đó còn lại hạt nghiệp ác đức. Vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca mới thả trung ấm thân trở lại trái đất, tự tan rã thành điện từ âm dương, hòa nhập vào điện từ âm dương của trái đất. Sau cùng, vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca mới lấy hạt dung nạp lớn, cho bốn bọc dung nạp nhỏ này vào bọc lớn, rồi cột vào thân của vị kim thân Phật lớn của mình, đi vào ống trung tâm vận hành luân hồi trở về Phật giới. Câu hỏi của chị rất hay, xin mời chị hỏi tiếp.
Dạ, xin cảm ơn tất cả các vị trong ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu rất là nhiều ạ. Những câu trả lời rất là hay, thuận lý và khoa học, giúp cho tôi và nhiều người được hiểu rõ thông hơn về pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam là tinh hoa của cả nhân loại. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả quý vị ạ. Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn, nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An. Kính chào ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi tên là Nguyễn Việt An. Hiện tôi đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là các câu hỏi của anh Lê Đức Hải, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Có nhờ tôi chuyển đến ban giải đáp hỏi một số câu hỏi thắc mắc như sau. Kính chào ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi tên là Lê Đức Hải. Hiện tôi đang cư ngụ tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi có 5 câu hỏi. Kính mong ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu giải đáp giúp tôi để tôi và nhiều người được hiểu rõ thông hơn về pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu hỏi 1 của Lê Đức Hải, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cái ban đầu của vũ trụ là gì? Tôi là Thiền Gia Hồng Phượng, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi thứ nhất của Lê Đức Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái ban đầu của càn khôn vũ trụ là 122 hạt chân như và các hành tinh ngũ hành. Xin mời hỏi câu tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Câu hỏi thứ hai của Lê Đức Hải, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Các vị Phật có trùng danh hiệu hay không? Xin giải đáp câu thứ hai của Lê Đức Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Phải biết là trong Phật giới có hàng hà sa số đại thiên Phật giới. Trong cùng một đại thiên Phật giới thì không có trùng danh hiệu, còn giữa các đại thiên Phật giới này với nhau thì có trùng với các đại thiên Phật giới khác. Xin mời hỏi câu tiếp theo. Câu hỏi thứ ba của Lê Đức Hải, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Công đức có thể vay hoặc mượn không? Tôi là Thiền Gia Hồng Phượng, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu hỏi thứ ba của Lê Đức Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Công đức không vay hoặc mượn, mà vị Phật có công đức vô lượng thì có thể đem tặng cho ban tiểu thiên, trung thiên, hai đại thiên Phật giới để nơi này cấp phát lại cho các vị Phật khác nếu mà có nhu cầu. Xin hỏi câu tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Câu hỏi thứ tư của Lê Đức Hải. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm 23 Dục Vương Bồ Tát truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa giúp nhiều người giải thoát. Dục Vương Bồ Tát là ai ạ? Xin giải đáp câu hỏi thứ tư của Lê Đức Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Dược Vương Bồ Tát là vị Bồ Tát chuyên trợ giúp Đức Phật dạy pháp môn giải thoát theo ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Xin mời hỏi tiếp câu tiếp theo. Câu hỏi thứ năm của Lê Đức Hải, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tiên Cực Lạc là một loài hay trung ấm thân đến đó du lịch? Tôi là Thiền Gia Hồng Phượng, thành viên ban giải đáp của chùa Thiền Tông Tân Diệu. Xin giải đáp câu thứ năm của Lê Đức Hải ở thành phố Hồ Chí Minh. Trung ấm thân của người đến du lịch ở nước trời Cực Lạc rất vui và sướng, nên khi trở về trái đất có nói như sau: tôi du lịch ở nước trời Cực Lạc rất vui và sướng, sướng như tiên vậy. Ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu xin cảm ơn Phan Nữ Ngọc Xuân và Lê Đức Hải đã đặt câu hỏi để hiểu biết hơn về càn khôn vũ trụ này. Hy vọng là những câu trả lời của ban giải đáp đã phần nào giải tỏa được những thắc mắc mà hai vị đã nêu, là cũng như là hy vọng những câu hỏi và những phần giải đáp sẽ giúp ích được rất nhiều người
cũng đang muốn tìm hiểu về cái càn khôn vũ trụ này. Xin cảm ơn hai vị rất nhiều. Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn, nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An. Kính chào ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi tên là Nguyễn Việt An. Hiện tôi đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi có 13 câu hỏi. Kính xin ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu giải đáp giúp tôi để tôi và nhiều người được hiểu rõ thông hơn về pháp môn đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông Việt Nam. Tôi xin chân thành cảm ơn ạ. Câu hỏi 1 của tôi như sau. Xin ban giải đáp giải thích giúp tôi các ý sau. Ý 1, thiền là gì? Ý 2, có mấy loại thiền? Ý 3, tại sao có rất nhiều người thích ngồi thiền? Ý 4, thành tựu đạt được khi ngồi thiền? Ý 5, muốn thành Phật để chấm dứt sinh tử luân hồi thì có phải ngồi thiền hay không? Tôi là thiền gia Hoàng Oanh, là thành viên ban giải đáp pháp môn Thiền Tông thuộc chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôi xin giải đáp câu hỏi số 1 của anh Nguyễn Việt An tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Câu hỏi này của anh nó có tới 5 ý, vì vậy tôi sẽ trả lời tuần tự các ý như sau. Thứ nhất, anh hỏi thiền là gì? Thì thiền ở đây có nghĩa là yên lặng, tức là mình kìm cho cái tánh người của mình sẽ không khởi lên cái vọng tưởng, được gọi là thiền. Trong thiền cơ bản thì nó có 4 loại gồm. Thứ nhất là thiền dẹp vọng tưởng, kế đến là thiền biết vọng không theo. Thứ ba là thiền để tánh của mình được tự nhiên thanh tịnh. Cuối cùng là thiền quán và tưởng để các vị thánh nhập vô thân người ngồi thiền này và thành thánh, rồi sau đó họ sẽ xưng gì thì tùy ý. Ý thứ hai, anh hỏi là có mấy loại thiền. Thì ở đây chúng ta có 3 loại thiền cơ bản như sau. Thứ nhất là thiền quán tứ niệm xứ, tức nghĩa là anh ngồi thiền để biết được thân người của mình có 4 thứ cơ bản, đó chính là đất, nước, gió và lửa. Thứ hai là thiền minh sát tuệ, có nghĩa là mình lấy cái sáng suốt của mình để giết cái trí tuệ hiểu biết của mình. Cái thứ ba là thiền quán lục diệu pháp môn. Thì cái thiền này sẽ có 6 phần như sau. Thứ nhất là quán điều tức, tức là quán cho hơi thở của mình được điều hòa. Thứ hai là quán sổ tức, là quán mà anh ngồi đếm cái hơi thở của mình từ 1 cho đến 10 hay là nhiều hơn 10 tùy theo ý thích. Cái thứ ba là quán hoàng tức, cái này thì nó ngược lại với lại quán sổ tức, là anh đếm ngược cái hơi thở của mình từ 10 hay là nhiều hơn 10 lúc ban đầu trở ngược về số 1. Cái thứ tư là quán dừng tức, là quán cho hơi thở của mình dừng lại. Cái thứ năm là quán không theo tức, tức là quán không theo hơi thở của mình. Thứ sáu là quán cho tức thanh tịnh, nghĩa là quán cho hơi thở được yên lặng. Ý thứ ba, anh hỏi là tại sao có rất nhiều người thích ngồi thiền. Thì đơn giản ngồi thiền này nó sẽ có 2 cái lợi. Cái lợi thứ nhất là khi anh ngồi thiền thì sẽ làm cho 2 lá phổi của mình không bị ứ đi khí dơ và khiến cho thân của mình được khỏe mạnh. Cái lợi thứ hai là ngồi thiền, nếu như anh muốn cho vị thánh nhập vào thân của mình để mình thành thánh, như vậy thì mình sẽ được nhiều người kính nể. Ý thứ tư, thành tựu khi được ngồi thiền là gì? Thành tựu khi được ngồi thiền là anh được đắc đạo. Lúc đó thì anh muốn đắc đạo nào thì anh sẽ xưng cái đạo đó. Rồi ý kế tiếp anh hỏi là muốn thành Phật để chấm dứt cảnh sinh tử luân hồi thì cái này để mình thành Phật, để chấm dứt cảnh sinh tử luân hồi thì mình không có tu, cũng không có ngồi thiền, mà mình chỉ cần làm 3 việc như sau. Việc thứ nhất anh phải làm là anh phải làm sao tìm cho được nhiều hạt công đức
mà những cái hạt công đức này phải là những hạt công đức trong sáng. Kế tiếp là anh phải học cho thật rõ thông đường trở về Phật giới. Và cái cuối cùng là anh phải làm sao kiếm cho được cái giấy chứng nhận anh là Phật gia Thiền Tông để anh có được cái số thứ tự trong đường trở về Phật giới. Thì khi anh mất đi thì vị thần thực thi nhân quả sẽ đưa anh đến cái nơi hành lễ và tiễn anh trở về Phật giới để thành Phật. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin đọc câu hỏi thứ hai. Trí tuệ là gì? Trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI là gì? Do ai tạo ra? Ý ba, một người như thế nào được gọi là người có trí tuệ? Ý bốn, trong tương lai, trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn trí tuệ con người hay không? Điều này sẽ có lợi hay có hại gì cho con người? Xin trả lời câu hỏi thứ hai của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Thứ nhất, thì trí tuệ là gì? Trí tuệ ở đây có nghĩa là sáng suốt. Trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI. Trí tuệ này là do con người tạo ra, rồi sau đó con người sẽ lắp đặt vào trong người máy hay là máy vi tính. Một người mà có trí tuệ là một người phải hiểu rõ nhiều thứ, mà cái phần hiểu này thì phải thật rõ ràng và khoa học. Trong tương lai thì trí tuệ nhân tạo có thể thay thế hoàn toàn trí tuệ con người được hay không? Xin thưa là không. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ nhân tạo là được tạo ra dựa theo lập trình của điện từ âm dương và máy móc. Còn trí tuệ con người là do có sự hỗ trợ của ban thần, thánh, tiên và Chúa, được gọi là tâm linh. Nếu như con người không hiểu những phần cơ bản này thì trái đất của mình sẽ bị cháy sớm hơn so với lại chu kỳ thành trụ và hoại. Xin mời anh Việt An đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin đọc câu hỏi tiếp theo. Con người có 6 thứ tánh: tánh Phật, tánh người, tánh thần, tánh thánh, tánh tiên, tánh cô hồn. Xin cho tôi hỏi, tánh thần, tánh thánh, tánh tiên sẽ được vào lúc nào? Khi một đứa trẻ vừa được thụ thai trong tử cung của người mẹ. Chúng ta phải biết là khi tinh cha và noãn mẹ cuốn hút với nhau thì lúc này sẽ phát ra 16 cái tia sáng. Chính lúc phát ra tia sáng đó là lúc tánh người được hình thành. Nhưng tánh của con người chỉ hoàn chỉnh khi mà con người trưởng thành. Và khi con người trưởng thành thì lúc này tánh Phật sẽ bắt đầu hoạt động. Còn tánh người thì sẽ làm theo tánh Phật. Tương tự các tánh tiếp theo là tánh thần thì sẽ trợ giúp cho con người về sức mạnh. Tánh thánh thì trợ giúp con người về tư cách. Tánh tiên thì sẽ trợ giúp con người về trí tuệ. Tánh ngạ quỷ được đổi danh là tánh chúa thì sẽ quản lý nghiệp của con người về làm ăn cũng như là tu hành. Nếu như tánh Phật làm theo 3 thứ tánh là thần, thánh, tiên thì tánh của con người mình sẽ không bị mê tín. Còn tánh Phật mà làm theo tánh Chúa thì sẽ thích làm những chuyện như là linh thiêng huyền bí, rồi sẽ thích tu hành hay là thích làm thánh. Còn tánh Phật mà sử dụng 7 thứ tánh âm của con người thật nhiều, gồm tham, sân, si, mạn, nghi, ác và kiến chấp, thì lúc đó các vị cô hồn sẽ nhập vào tánh người và sẽ khiến cho người này làm những chuyện không tốt. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Tôi xin đọc câu hỏi tiếp theo. Có những đứa trẻ mới sinh ra rất ngoan, hiền. Có những đứa trẻ rất ngỗ nghịch. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt này? Tôi là Thiền gia Hoàng Oanh. Xin trả lời câu hỏi thứ tư của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Có những đứa trẻ sinh ra thì rất là ngoan. Nhưng cũng có những đứa trẻ sinh ra rất là ngỗ nghịch. Bởi vì sao? Bởi vì đây là nó đi theo nghiệp của nó. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin đọc câu hỏi tiếp theo. Tập tục của người Việt Nam, một người sau khi mất được chôn cất xong thì đến ngày thứ 49 phải cúng để mở cửa mã. Ý 1, tại sao đến ngày thứ 49 phải cúng mở cửa mã? Ý 2, nếu không cúng mở cửa mã thì việc này có làm ảnh hưởng xấu đến người đã mất hay không? Ý 3, tập tục này bắt nguồn từ đâu và khi nào? Trong khi tôi thấy các nước phương Tây, khi người mất,
họ không bao giờ làm những tập tục này. Vậy việc làm này là chánh tín hay mê tín? Câu hỏi này của anh ý thứ nhất thì nó là sai. Không phải đến ngày thứ 49 thì mình cúng mở cửa mã. Thật ra đây là phong tục khi chôn người chết được 3 ngày thì mở cửa mã. Đó là chủ trương ở trong đạo lão, được thực hiện bằng cái nghi thức là họ sẽ cột chân con gà con và kéo con gà con này đi xung quanh cái gò mã 3 vòng. Thì lúc đó con gà con khi mà nó kêu lên á thì người chết sẽ thức dậy. Đây được gọi là chết 3 ngày rồi sống dậy. Phần này thì các vị đạo cúng và đạo cầu thì sẽ thường áp dụng cái nghi thức này. Còn 49 ngày thì đây là việc của trưởng họ tộc trong dòng họ, áp dụng cho người không tu chết. Còn ở trong họ tộc thì họ phải tuân theo quy luật nhân quả luân hồi trong họ tộc. Nếu trung ấm thân nào mà không tuân thủ thì sẽ có hai con đường để họ lựa chọn. Một là họ ra mồ mả ở. Khi đến giờ ăn cơm thì họ sẽ được phép vào ăn cơm trong gia đình. Ăn xong rồi thì phải ra mồ mả ở, không được ở trong nhà. Hoặc con đường thứ hai là họ phải đi theo cô hồn để giành giật thức ăn. Còn nếu người tu thì đi theo nghiệp của người tu, đi các nơi như sau. Nếu tu mà lên trời nhưng không lên trời được thì sẽ xuống địa ngục hay là làm hoa báo. Còn nếu tu để được làm con của thánh mà không được làm con của thánh thì cũng phải đi xuống địa ngục hay là làm hoa báo. Hoặc không á, thì phải theo cô hồn các đảng để giành giật thức ăn. Ý thứ hai, nếu như không cúng mở cửa mã thì việc này cũng không ảnh hưởng gì hết. Chúng ta phải biết con người sống ở trên trái đất này là do vị thần quản lý và thực thi nhân quả theo những suy nghĩ và việc làm của mình. Còn chuyện cúng hay tu là do cái tưởng của tánh người mà thôi. Đạo Phật thì Đức Phật có dạy 6 con đường đi và thành tựu như sau. Đường đi số 1, nếu như mình dụng công tu hành cho thật đúng quyển giáo lý pháp môn tiểu thừa thì mình sẽ chứng được quả vị thánh A-la-hán hay còn gọi là thánh bất động. Con đường đi số 2 cũng là dụng công tu học cho hết quyển giáo lý pháp môn trung thừa và duy thức học thì đi đến quả vị là thành giảng sư đạo Phật. Đường đi số 3, dụng công tu để tìm hiểu hữu dụng vật chất cho thật đúng quyển giáo lý pháp môn đại thừa thì sẽ đạt đến quả vị là thành kỹ sư đạo Phật. Đường đi số 4, dụng công niệm các câu thần chú trong các quyển kinh đại thừa mà phát ra hiển linh thì đi đến quả vị là thành thần y đạo Phật. Đường đi số 5, dụng công làm phước thiện thật nhiều, mong muốn sau khi chết được đi lên trời du lịch thì sau khi chết được ban thần thực thi nhân quả cho lên thiên giới vui chơi như là được thành tiên ở trên trời cực lạc vậy. Muốn học đạo giải thoát cũng có nơi dạy đạo giải thoát. Đường đi số 6, dụng công ngồi học và biết hết quyển giáo lý đạo Phật khoa học vật lý thiền tông Việt Nam để biết được đường trở về Phật giới cho thật rõ ràng. Khi đó mình tìm được hạt công đức càng nhiều thì càng tốt. Sau khi chết sẽ được ban thần nghi lễ, hành lễ tiễn trở về Phật giới để thành Phật. Khi đó thì mình muốn đi đâu khắp trong càn khôn vũ trụ này cũng được. Muốn vào trái đất nào hay vào trong thiên giới nào trong các hệ mặt trời cũng được. Ý cuối cùng, tập tục này bắt nguồn từ đạo lão được lập ra. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp rất nhiều. Tôi xin hỏi câu tiếp theo. Tại sao nói con người mê tín là công cụ của thần, thánh? Xin giải thích giúp tôi ạ. Xin cảm ơn. Tôi là thiền gia Hoàng Oanh, xin giải đáp câu hỏi số 6 của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Phần này thì xin anh lưu ý, khi mà một con người mê tín là do người này không biết được việc làm cũng như là nhiệm vụ của thần và thánh, nên người này mới bị mê tín hay tin lầm, cũng gọi là tin sai. Còn nếu người nào mà đã biết được việc làm
hay nhiệm vụ của thần và thánh thì họ sẽ không bị mê tín hay không bị tin lầm. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi câu 7. Xin ban giải đáp giải thích giúp tôi. Nghiệp là gì? Có mấy loại nghiệp? Nghiệp được lưu ở đâu trong thân con người? Làm cách nào để đoạn, chấm dứt những nghiệp xấu một cách nhanh nhất? Một người tạo được công đức có được gọi là nghiệp công đức không? Tôi là thiền gia Hoàng Oanh. Tôi xin giải đáp câu hỏi thứ 7 của anh Nguyễn Việt An ở thành phố Hồ Chí Minh như sau. Câu hỏi này của anh thì gồm có 5 ý. Xin trả lời tuần tự theo 5 ý. Thứ nhất, nghiệp là gì? Nghiệp là do anh tích lũy những suy nghĩ và hành động của mình từ nhiều đời trước ở trong tàng thức của mỗi con người. Ý thứ hai, nghiệp thì gồm có 5 loại. Một là nghiệp ở trong gia đình. Hai là nghiệp phước đức âm. Ba là nghiệp phước đức dương. Bốn là nghiệp ác đức. Và cuối cùng là nghiệp siêu ác đức. Ý thứ ba, nghiệp được lưu ở đâu? Nghiệp thì được lưu ở trong tim, tức là tâm của mỗi con người. Ý thứ tư, anh hỏi làm cách nào để đoạn, chấm dứt những nghiệp xấu một cách nhanh nhất. Thì chuyện này dễ như lặn cơm. Chỉ cần anh nhét vào Như Lai tàng của mình vài hạt công đức, thì nghiệp xấu nó sẽ không hiện lên được. Khi trở về Phật giới, vào ống trung tâm vận hành luân hồi, thì những nghiệp ác đức này sẽ bị hút trở lại điện từ âm của trái đất. Ý thứ năm, công đức thì không thể gọi là nghiệp công đức được, mà phải gọi là hạt dinh dưỡng công đức. Hạt này sẽ dành cho kim thân Phật siêu nhỏ ăn để trở thành là kim thân Phật lớn. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi câu số 8. Nhân quả là gì? Có mấy loại nhân quả? 2. Cái gì tạo ra nhân quả? 3. Có thể thay đổi nhân quả xấu thành tốt được không? 4. Ý nghĩa câu qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai. 5. Tại sao nói nếu tu thì sẽ bị nhân quả rất nặng nề? 6. Muốn thành Phật thì có cần phải tu hay không? Tôi là thiền gia Hoàng Oanh. Tôi xin giải đáp câu hỏi thứ 8 của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nói về nhân quả thì chúng ta có hai cách giải thích. Theo cách giải thích thứ nhất thì nhân có nghĩa là hạt, quả là trái. Ví dụ trồng hạt gì thì sẽ ra quả nấy. Còn theo cách giải thích thứ hai thì nhân chính là nguyên nhân làm gì thì có kết quả của việc làm đó. Ví dụ như anh xây nhà thì sẽ thành cái nhà, còn anh trồng cây gì thì sẽ lên cây đó. Hoặc anh làm việc ác thì anh sẽ gặp điều ác, còn anh ở hiền thì anh sẽ gặp lành. Cái gì tạo ra nhân quả? Thì đây là quy luật tự nhiên của sức hút thế giới vật chất và thế giới vật lý của điện từ âm dương tại nơi trái đất âm dương này. Người thực thi nhân quả là do ban thần quản lý trái đất thực thi. Ý thứ ba, có thể thay đổi nhân quả xấu thành tốt được hay không? Thì nhân quả đã tạo ra rồi thì không thể thay đổi được. Ví dụ anh tạo ra nhân quả xấu rồi thì anh phải trả nhân quả xấu đó. Còn nếu như anh không muốn trả cái nhân quả xấu thì anh phải làm sao tìm cho được hạt công đức và mang trở về Phật giới. Khi anh vào trong ống trung tâm vận hành luân hồi thì nhân quả xấu này sẽ được hút trở lại trái đất âm dương và trở lại bản chất của nó là điện từ âm. Ý thứ tư, anh hỏi qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Câu này đơn giản lắm, có nghĩa là hết thời khổ thì sẽ đến thời sướng, vậy thôi. Ý thứ năm, tại sao nói nếu tu thì sẽ bị nhân quả rất nặng nề? Phải hiểu tu có nghĩa là sửa. Vậy thì ở trái đất này chúng ta sửa cái gì? Hay là thân của chúng ta, tánh người của chúng ta thì chúng ta phải sửa cái gì đây? Mình phải biết là mình có sửa được trái đất này hay không? Trái đất này thì nặng khoảng 60 tỷ tấn và di chuyển trong bầu hoàng đạo một của hệ mặt trời.
Trong một giờ di chuyển thì trái đất sẽ đi được khoảng gần 1.800 cây số. Vậy thì với cái trọng lượng và tốc độ di chuyển như vậy thì chúng ta có thể sửa được hay không? Đương nhiên là mình không thể nào sửa được. Nếu chúng ta sửa được trái đất thì như vậy là mình ngu hay là mình khôn? Còn thân của mình thì mình có sửa được hay không? Đương nhiên là chúng ta cũng không thể sửa được thân của mình. Còn tánh của mình thì có sửa được không? Về phần tánh thì chúng ta có thể sửa được. Với điều kiện là mình phải biết được là mình có 16 thứ trong tánh của mình. Và biết trong 16 thứ tánh này là do ai trợ giúp. Và mình có đồng ý làm theo những vị trợ giúp này hay không? Nếu đồng ý thì họa may sửa được. Còn không đồng ý mà mình đi sửa tánh của mình thì kể như là mình chết chắc. Còn nếu như mình không biết tánh của mình là gì mà đem ra sửa thì mình phải sửa làm sao? Điều này là mình khôn hay là mình ngu? Còn muốn thành Phật thì có cần phải tu hay không? Muốn thành Phật thì mình không tu gì cả mà mình chỉ cần làm 3 việc như sau. Thứ nhất là mình phải làm sao tìm được cái hạt công đức cho thật nhiều. Và mình phải học cho rõ thông đường trở về Phật giới. Cuối cùng là mình phải làm sao để cho vị thần quản lý mình đưa mình đến cái nơi hành lễ và tiễn mình trở về Phật giới thì mình mới thành Phật được. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi câu hỏi số 9. Làm sao biết được loài súc sinh nào có trung ấm thân của con người ẩn trong đó? Mình nhìn con thú nào mà có trung ấm thân của con người ẩn ở trong đó thì khi mình nhìn kỹ mình sẽ biết. Ví dụ như là con chó, nếu như mà có trung ấm thân của con người ẩn ở trong đó để trả nghiệp thú thì con chó này sẽ có biểu hiện là nếu như anh là chủ nhà mà anh đối xử tốt với nó thì nó sẽ rất là vui. Còn nếu như đây chỉ là một con chó bình thường thì nó sẽ sống tự nhiên và sống theo bản năng tánh thú của nó. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin đọc câu hỏi số 10. Nghiệp phước Đức Dương được dùng để khi vị kim thân Phật từ Phật giới vào làm việc ở các cõi trời. Các loài trời thì ăn các hạt dinh dưỡng của loài trời. Vậy các hạt nghiệp phước Đức Dương được làm kinh phí cho các trung ấm thân được tái sinh ở tại các nơi của cõi trời như thiên đàng, thiên gia, thiên phủ, thiên cung thì sẽ được trả cho ai và mục đích là để làm gì? Tôi là thiền gia Hoàng Oanh. Tôi xin giải đáp câu hỏi số 10 của anh Nguyễn Việt An cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Trung ấm thân khi mà đi lên trời du lịch thì được gọi là hưởng nghiệp phước Đức Dương. Cái nghiệp phước Đức Dương này là những hạt chân như dinh dưỡng để mà các vị trời ăn. Trung ấm thân nào muốn lên trời du lịch vui chơi thì phải có hạt nghiệp phước Đức Dương thật là nhiều. Thì vị thần quản lý người đó mới giao cho ban thần thực thi nhân quả cho người đó lên trời du lịch và vui sướng, sướng như là tiên vậy. Ở 39 hành tinh ở trên trời đều có 4 nơi để du lịch, như là đầu tiên là ở thiên đàng, thì tức là ở ngoài đường ở trên trời. Kế tiếp là thiên gia, tức là ở trong nhà dân ở trên trời. Rồi đến thiên phủ, tức là ở trong nhà quan ở trên trời. Cuối cùng là thiên cung, tức là ở trong cung chúa ở trên trời. Mỗi nơi sẽ có chi phí khác nhau. Nếu như muốn đi du lịch trên trời thì phải qua các cái thủ tục như sau. Đầu tiên, vị thần quản lý trung ấm thân của người này xem bản điện trước ngực người này, xem có bao nhiêu hạt nghiệp, như là hạt công đức có hay không, nghiệp phước Đức Dương có bao nhiêu, hạt nghiệp phước Đức Âm có bao nhiêu hạt, rồi hạt nghiệp ác đức có bao nhiêu, hạt nghiệp siêu ác đức có hay không. Nếu như mà hạt công đức không có, hạt nghiệp siêu ác đức không có, mà có hạt nghiệp phước Đức Dương thật nhiều hơn là hạt nghiệp phước Đức Âm, thì vị thần quản lý trung ấm thân của người này
mới nói đến chuyện cho người đó đi du lịch ở trên trời. Khi tiêu chuẩn du lịch trên trời đã đạt được rồi, thì trung ấm thân của người này mới được vị thần quản lý đưa đến ban chúa kiểm soát nghiệp phước đức dương của trung ấm thân của người này. Khi ban chúa kiểm soát nghiệp phước đức dương trung ấm thân của người này làm xong thủ tục, xem coi có bao nhiêu hạt nghiệp phước đức dương. Nếu như mà đủ hạt nghiệp phước đức dương để đi du lịch ở trên trời rồi, thì vị thần quản lý trung ấm thân của người này mới đưa họ đến ban phụ tá của nhị vị chúa chủ và chúa mẫu làm thủ tục hành chính. Đầu tiên là hỏi trung ấm thân của người này du lịch mấy nơi ở trên trời, có học đạo giải thoát hay không. Kế đến là sẽ hỏi trung ấm thân của người này du lịch mỗi nơi bao nhiêu ngày. Khi mà hỏi xong thì trung ấm thân này sẽ được cấp giấy du lịch ở trên thiên giới. Lúc đó thì vị thần quản lý mới dẫn trung ấm thân của người này cầm cái giấy du lịch trên thiên giới đến ban thần thực thi nhân quả, cho trung ấm thân của người này lên thiên giới du lịch. Khi lên trời du lịch thì phải đến hành tinh dục giới của vị chúa trời tứ thiên vương phụ trách ở bầu trời dục giới để làm thủ tục nhập thiên giới du lịch. Ở đây có vị trời thừa hành dẫn đi các hành tinh mà trung ấm thân đã ghi danh để mà du lịch. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi câu số 11. Tôi có nghe nói đến đạo hiển linh, tình thương, bác ái. 1. Xin giải thích giúp tôi ai lập ra đạo hiển linh, tình thương, bác ái. 2. Cách tu và thành tựu đạt được là gì? Tôi là thiền gia Hoàng Oanh, xin giải đáp câu hỏi số 11 của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Trước hết, đạo hiển linh là đạo chuyên làm hiện tượng lạ, được gọi là đạo hiển linh. Đạo tình thương là đạo thương người, còn đạo bác ái là đạo thương người bao la. Cách tu theo ba đạo hiển linh, tình thương, bác ái này thì sẽ được thực hiện như sau. Trước hết, đạo hiển linh là đạo chuyên làm hiện tượng lạ, được gọi là đạo hiển linh. Đạo tình thương là đạo thương người, còn đạo bác ái là đạo thương người bao la. Cách tu theo ba đạo hiển linh, tình thương, bác ái này thì sẽ được thực hiện như sau. Nếu tu theo đạo hiển linh thì người này sẽ phải ngồi thiền, mơ mộng cho các vị thánh nhập vào thân người của mình, nói chuyện quá khứ, tương lai, được gọi là đạo hiển linh. Cách tu thứ hai là tu theo đạo tình thương, thì người tu theo đạo này sẽ rất thương người nghèo khó và sẽ đem tiền bố thí cho những người nghèo khó, được gọi là tu theo đạo tình thương. Cách tu thứ ba, tu theo đạo bác ái. Người tu theo đạo bác ái, từ đạo thương người bao la, đạo này thì dành cho những người thật giàu họ tu, chuyên đem tiền bố thí cho những người nghèo trên khắp thế giới. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi câu số 12. Tôi thấy người tu của các đạo mặc đạo phục các màu rất khác nhau. Xin giải thích giúp tôi ý nghĩa các màu áo. 1. Người tu mặc áo màu vàng. 2. Người tu mặc áo màu trắng. 3. Người tu mặc áo màu đỏ. 4. Người tu mặc áo màu xanh lá cây. 5. Người tu mặc áo màu xanh thiên thanh. 6. Người tu mặc áo kết hợp hai màu trắng và tím. 7. Người tu mặc áo kết hợp hai màu trắng và đỏ. 8. Người tu mặc áo kết hợp hai màu trắng và xanh lá cây. 9. Người tu mặc áo kết hợp hai màu trắng và xanh thiên thanh. 10. Người tu mặc áo màu nâu. 11. Người tu mặc áo màu đen. Xin trả đáp câu hỏi thứ 12 của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Ý nghĩa các màu áo đạo như sau. Thứ nhất, người tu mặc áo màu vàng là họ tu theo đạo Phật. Thứ hai, người tu mặc áo màu trắng là họ tu theo đạo Thánh.
Thứ ba, người tu mà mặc áo màu đỏ có nghĩa là họ tu theo đạo thần. Thứ tư, người tu mà mặc áo màu xanh lá cây thì họ tu theo đạo tiên. Thứ năm, người tu mà mặc áo màu xanh thiên thanh là họ tu theo đạo trời. Thứ sáu, người tu mà mặc kết hợp hai màu áo trắng và tím là tu theo đạo kết hợp giữa đạo thánh và đạo hiển linh. Thứ bảy, người tu mặc áo kết hợp hai màu trắng và đỏ là họ tu kết hợp giữa hai đạo thánh và đạo thần. Thứ tám, người tu mặc áo màu kết hợp trắng và xanh lá cây là họ tu theo đạo kết hợp giữa đạo thánh và đạo tiên. Chín, người tu mặc hai màu áo kết hợp là trắng và xanh thiên thanh nghĩa là họ tu theo đạo kết hợp giữa đạo thánh và đạo trời. Người tu mà mặc áo màu nâu là tu theo đạo Phật Đại Thừa. Cuối cùng, người tu mà mặc áo đen là họ tu theo đạo cúng. Xin mời anh đặt câu hỏi tiếp theo. Xin cảm ơn ban giải đáp. Tôi xin hỏi câu số 13, cũng là câu hỏi cuối cùng của tôi. Ở Đà Nẵng có địa danh tên là Núi Ngũ Hành Sơn. Tôi thấy năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn này rất đặc biệt về cả kiến trúc lẫn tên gọi mà tôi không tìm thấy ở nơi nào khác. Xin ban giải đáp giải thích giúp tôi, theo Thiền Tông, ý nghĩa của năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn này ạ. Xin chân thành cảm ơn ban giải đáp rất nhiều. Tôi là Thiền gia Hoàng Oanh, xin giải đáp câu hỏi thứ 13 của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng là núi chuyển động 5 loại ở trái đất này gồm đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương. Đây là cơ bản của ngũ hành. Còn nếu như mà mình nói theo phong thủy thì nó có nghĩa là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nếu xét về vận hành âm dương thì không đúng. Thay mặt ban giải đáp Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu thì tôi xin cảm ơn những câu hỏi của anh Nguyễn Việt An, cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì anh đã đặt ra những cái câu hỏi rất hay và hy vọng là anh Nguyễn Việt An cũng như là mọi người nghe được những phần giải đáp này thì sẽ có thêm được những kiến thức sâu xa hơn về pháp môn Thiền Tông cũng như là về các đạo ở trên trái đất này. Một lần nữa xin cảm ơn anh Nguyễn Việt An. Sen một nở tại Linh Sơn. Sen hai nở ở Yên Sơn nước Rồng. Sen ba nở chùa Thiền Tông ở tại đất Rồng của tỉnh Long An.